Lo xin cao kính chào các bạn. Hiện tại mình đang ở huyện Dòng Cơm, tỉnh Bến Tre để mình ráp cho một ông anh một cái siêu lô kéo để xài Tết ha. Thì các bạn biết âm thanh là món ăn tinh thần của mỗi người mà. Thì khi đã chọn về các sản phẩm của mình á thì phải mua, phải hát cho nó vừa ý. Đó, thì các bạn biết cái mình mua cái âm thanh nào thì mình phải nghe cho nó lọt tầm tai nó mới được ha các bạn. Còn mà khách hàng mà mua âm thanh mà nghe không lọt tai á thì nó cần cọc hoài à. Đó, bởi vì khách mình nó rất là kỹ lưỡng khi chọn một cái sản phẩm lo kéo. Đây là một sản phẩm lo kéo 4 bát nha các bạn, cho âm thanh rất là quy lực. Đó, 4 bát thì là gọi là 4 tắc đôi rồi, 4 tắc đôi nhưng mà nó dính chung là đánh lực hơn, đánh lực hơn. Đó, thì cái khách mình có yêu cầu á là mình phải xài cái vang số Koda. Đó, vang số Koda này là thiết bị chống hú cao cấp ha, sử dụng cục đẩy thế hệ mới ha, sử dụng micro cao cấp xua, sử dụng năng tiếng. Thì này gồm có 4 thớt để cho chỉnh âm thanh rồi nó bén hơn, sắc hơn. Đó, thì các bạn thấy cái mẫu lò này các bạn biết là hình dung tới cái dàn nhạc sống rồi đó. Thì cái này chỉ thêm cái hai cái súp nữa là thành nhạc sống thôi. Đó, cái này là đánh là rất là lực, rất là hay. Đó, thì mình để mình sẽ mở nhạc lên cho các bạn nghe thử. Nào mà làm âm thanh á thì tất cả các phòng karaoke chuyên nghiệp giờ đều sử dụng vang số Koda, một dòng vang số rất là dễ hát, đa dụng đa năng, chống hú rất cao các bạn. Đây một cái mẫu lò kéo rất là hay, rất là lớn, rất là lực. Nói chung là đánh rung nhà đó nghe các bạn. Mình đảm bảo với các bạn là đánh rung nhà. Thì cái mẫu này là được nhiều bà con miền Tây ưa chuộng, đặc biệt là những anh mà thích nào thích đam mê về âm thanh á thì rất là chuộng cái mẫu này. Thì nó rất là quy lực, rồi chép nó bay sáng, rồi có thêm cái nâng tiếng nữa. Thì nâng tiếng này thì nâng cái âm thanh lên cho bay xa hơn. Đó, thì các bạn thấy cái mẫu này là quá đỉnh rồi ha. Đây là những mẫu lò kéo chuyên phục vụ cho các thượng đế thích âm nhạc và đam mê về âm nhạc. Các thượng đế hãy đến cái dòng lo kéo cao cấp này, thì mình kêu bằng gọi nó là siêu lo kéo nha các bạn. Thì cái mẫu này nó rất là nặng, nó nặng khoảng 150 kg các anh em. Mẫu này lo kéo này nặng 150 kg, nó sử dụng bánh xe lớn hơn, bánh xe nè các bạn, bánh xe rất là lớn. Đó, sử dụng bánh xe rất là lớn. Bát á, hai bát này, bốn bát này mình sử dụng bát là từ 190 con 75 hàng nhập khẩu. Đó, cam kết với các bạn là cái lò này là đánh là 15 bàn phải ra, 150 khách đánh phải ra. Đó, cam kết với các bạn. Thì các bạn có nhu cầu về tư vấn về mua lo kéo khủng, các bạn cứ gọi cho mình số điện thoại 0948 85 86 85 hoặc là Zalo 0963483983 để mình tư vấn hỗ trợ cho các bạn về lĩnh vực lo kéo. Thì mình cung cấp lo kéo thì từ giá từ nhỏ đến lớn, cỡ nào cũng có, do mình là chỗ sản xuất nha các bạn, chỗ sản xuất lo kéo. Thì ngoài ra mình có hỗ trợ chương trình cho các bạn mua góp, tất cả các anh em thích đam mê và âm nhạc thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn mua góp tất cả các dòng lo kéo, chỉ cần trả trước 20%, còn số tiền còn lại thì góp trong vòng 6 tháng, 8 tháng, 12 tháng tùy theo các bạn chọn ha. Dạ, mình xin nhắc lại nữa, dịp Tết này mình có hỗ trợ cho tất cả các anh em để hỗ trợ mua góp lo kéo về nhà để hát.
Bạc bạc là do mấy con rung á.